Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em. Thì mới đây đạo diễn Nửa Mùa cũng lên kêu bằng là tát thẳng mặt chị Ba, lời kêu cứu. Thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, chị Ba thì trong suốt thời gian qua thì chị cũng không muốn lùm xùm vào cái câu chuyện là kêu bằng drama của kêu bằng là ba nuôi của mình. Thì chị muốn rút để yên thân yên phận, để chị kêu bằng là chị lo cho cái đoàn gánh hát, chứ thật sự chị không muốn vướng vào cái drama. Nhưng mà từ những cái khía cạnh từ bên trong đó thì chị Ba Bình Tinh cũng đã đứng ở đằng sau lưng để ủng hộ và hỗ trợ em gái của mình là Hồng Loan. Thì trong suốt thời gian qua thì cô chú anh chị cũng đã biết, chị cũng không muốn nói nhiều và không muốn nói gì trong cái drama của Hồng Loan. Chỉ muốn buôn bán và làm ăn trên làm ăn rồi đi ca hát để lo cho cái cuộc sống gia đình và lo cho cái đoàn hát. Thì chị cũng không muốn nói. Một cái đường livestream của chị Ba Bình Tinh cũng lên chia sẻ về cái anh Bằng Thờ. Thì thật sự thì cái anh Bằng Thờ này không biết là chị Ba có che chở hay là chị Ba có đỡ cho anh ta hay không. Thì cái vấn đề đó mình không biết. Cái vấn đề đó mình không biết là ý của chị như nào. Nhưng mà trong vấn đề đó thì cái anh Bằng Thờ này thì cũng có trả. Nhưng mà sau những lần mà Hồng Loan mà kêu bằng là nhắn tin á, nhắn tin để anh ta có thể là chi trả thêm cái Bằng Thờ, nhưng mà anh ta cũng đã im lặng và im re. Tới thời điểm này thì anh ta cũng đã lên tiếng, anh ta làm anh Bằng Thờ làm thì chỉ có Ba Linh mới hiểu được. Thì đúng rồi, người mất thì làm sao biết được, chỉ có người sống hiện tại bây giờ mới biết được, chứ làm sao mà người mất làm sao mà biết được con chị đó. Thì hiện tại bây giờ thì chị Ba Bình Tinh cũng đã lên tiếng nói rõ ràng về cái anh Bằng Thờ này rồi, thì mình cũng không bàn cãi thêm nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong cái vấn đề này thì cái thằng đạo diễn Nửa Mùa nó cũng lên kêu bằng là đâm bị thóc thọc bị gạo, lên muốn chia rẽ, muốn chia rẽ và ly kêu bằng là ly cán cái chị Ba Bình Tinh này với Hồng Loan của chị, để cho chị Ba Bình Tinh này bực bội và bực tức và lên trên cộng đồng mạng để chỉ trỏ, chỉ trích Hồng Loan. Nhưng mà thật sự là cái chiêu mà kêu bằng đó là vừa ăn cướp vừa la làng của thằng đạo diễn này thì mình cũng không bằng cãi tiếp. Tại vì cái thể lộ của thằng đạo diễn này lúc nào cũng vậy, nó đâm bị thóc thọc bị gạo, nó là cái dạng quay xe thì làm sao mà mình tin tưởng được. Thì em cũng mong rằng cộng đồng mạng nên sáng suốt một tí xíu để nhìn rõ hơn về cái vấn đề, cái bản chất của thằng đạo diễn này. Nó đang kêu bằng là đâm bị thóc thọc bị gạo chị Ba Bình Tinh cùng với Hồng Loan và những người yêu thương trong căn nhà số 5 Đoàn Hội Điểm. Đó thì anh ta cũng lên nói rõ ràng về cái vấn đề là cái Bằng Thờ. Và hiện tại bây giờ thì nói là Hồng Loan đang chỉ trách chị Ba rất là nhiều, và anh ta cũng lên kêu bằng là ly cán đó cũng vậy. Đó mình cũng hiểu cái dạng mà kêu bằng đó là đâm bị thóc hoặc bị gạo và cái dạng quay xe thì làm sao mà tốt được. Thì chị Ba Bình Tinh cũng đã nói rõ trên tất cả các mảng truyền thông rồi, thì mình cũng phải ngoái cái lỗ tai cày ra mình nghe, mình hiểu, mình biết rằng á là chị Ba hiện tại bây giờ không muốn dướng líu và không muốn kêu bằng là không muốn đi sâu vào cái vấn đề cái drama của Hồng Loan. Nhưng chị lúc nào vẫn bên Hồng Loan và theo dõi từng bước chân của Hồng Loan, và theo dõi Hồng Loan đang làm vấn đề gì, đang gặp vấn đề khó khăn gì, đang gặp vấn đề khó khăn gì, và cũng theo dõi. Tại vì chị cũng đã chia sẻ rằng là chị cái lúc mà Hồng Loan đi ra ngoài Hà Nội để lấy lại cái bản quyền BH của BH Maria, cái bản quyền nhạc đó của ba mình đó, thì chị Ba Bình Tinh cũng lúc đó cũng đang nằm trong bệnh viện, nhưng mà chị vẫn theo dõi và chị vẫn theo dõi sát sao Hồng Loan để có thể thắng được cái phiên tòa đó hay không, và có thể là chính thức con của ông Năm hay không. Thì thật sự là phía bên tòa án người ta cũng đã tuyên án rằng là Hồng Loan là chính thức là con của ông Năm. Cho tới hiện tại bây giờ thì phía bên kia nó cũng chưa có tin một lần tin được rằng là Hồng Loan là con ruột của ông Năm. Thì tất cả cô chú chị cũng hiểu rằng cái bọn nó bây giờ cho dù sự thật mà dục trước mặt nó đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào mà nó tin đó là sự thật, là Hồng Loan là con của ông Năm. Và sự thật là chị Ni cũng đã nói rất là nhiều lần Hồng Loan là con ruột của ông Năm. Và hiện tại bây giờ thì chị Ba Bình Tinh cũng đã chia sẻ rất nhiều lần chị không muốn dính líu tới cái drama này. Chị đã rút từ rất là lâu rồi, cho dù rút cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà vẫn bên cạnh em mình, vẫn từng bước theo dõi những cái vấn đề của Hồng Loan, kêu bằng là thưa kiện tụng rồi đi tới đâu.
rồi những cái vấn đề mà sắp tới đây thì cũng sẽ ra tòa để giải quyết cái câu chuyện đó. Thì chị Ba Bình Tinh cũng đã lên chia sẻ rất nhiều lần. Còn trong cái vấn đề mà chị Ba Bình Tinh có lên kêu bằng là che chở cho cái người anh hai bàn thờ này không, thì cái chuyện đó thì nói chung là chỉ có người trong cuộc người ta mới hiểu thôi. Còn cộng đồng mạng thì nói chung á là mình biết, nhưng mà mình cũng không có thể nào mình nói sâu vào cái vấn đề của chị Ba được, tại vì chị Ba đã rút khỏi drama rồi. Nhưng mà chị lên nói một câu như vậy thì mình cũng đã biết về cái thân phận của Hồng Loan và cái bàn thờ như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ cô chú anh chị phải hiểu một điều á, chẳng lẽ chị Ni mà lên trên cộng đồng mạng, lên trên cái mảng truyền thông mà chị ta lại nói những cái lời mà không đúng sự thật? Có thì chị Ni mới nói, còn không có, không bao giờ mà chị Ni lên chia sẻ sai không chị? Sai không chị? Không bao giờ mà chị Ni mà lên chia sẻ sai. Thì cái vấn đề đó mình phải hiểu và mình không bằng cãi nữa. Nhưng mà cái vấn đề là cái thằng đạo diễn này á, mỗi ngày nó lại lên chỉ trích, nó lại lên dẫn dắt dư luận và dẫn dắt cộng đồng. Ngay cả mà cái thằng thám tử Cao cũng vậy. Cái thằng thám tử Cao mà tới hiện tại bây giờ nó còn lên, nó dẫn dắt dư luận, nó cho rằng là Hồng Loan không phải là con ruột của ông Năm, và sắp tới đây ra tòa tranh chấp nhà người ở nhờ đó, tranh chấp ở nhờ đó, mà muốn chiếm đoạt tài sản của ta đó, thì phía bên cô Sáu sẽ thắng 100%, phía bên Hồng Loan sẽ không thể nào mà thắng được, tại vì hồ sơ của phía bên cô Sáu mạnh và rất mạnh. Hồ sơ của cô Sáu hiện tại bây giờ cũng kêu bằng là được phía bên tòa án người ta đang duyệt và người ta đang xử lý. Mà xử lý cái gì? Hiện tại bây giờ Hồng Loan không chấp nhận. Hồng Loan là hiện tại bây giờ là Hồng Loan không chấp nhận là hòa giải anh chị. Hồng Loan không chấp nhận hòa giải rất là nhiều lần. Phía bên kia là muốn là hòa giải để đồng sở hữu chung với Hồng Loan. Ngày xưa là đồng sở hữu, còn bây giờ là muốn lấy luôn tài sản đó, lấy luôn căn nhà để thờ cúng ông Năm. Ủa nhưng mà hiện tại bây giờ người ta có con, ông Năm có con là Hồng Loan, thì tất nhiên người ta cũng sẽ có quyền để kêu bằng là thờ cúng ba của mình. Chứ đâu mà tới mà cái cô mà kêu bằng là cái cô trợ lý rồi cái cô cháu gái này mà thờ cúng được cô chị. Thì mình phải hiểu một rằng mình phải hiểu một điều á, là phía bên kia hiện tại bây giờ nó cũng đang tráo trở và nó đang xây chuyển tình thế. Nhưng mà làm sao mà xây chuyển được? Chị Ni cũng đã chia sẻ, chị sẽ nghỉ ngơi trong 2 tuần, rồi 2 tuần sau chị sẽ quay trở lại và trả lời hết tất cả những tin nhắn, những gì mà cộng đồng mạng đang muốn hỏi chị, và chị sẽ chia sẻ hết toàn bộ sự thật cái câu chuyện này. Thì ngày xưa thì chị Ni cũng đã chia sẻ về cái vấn đề cái anh bàn thờ này là như thế nào rồi, tung những đoạn ghi âm đó lên, nói xấu chị Ni và nói xấu những người trong gia đình, nói xấu từng người luôn, ngay cả mà những nghệ sĩ, những ca sĩ mà đã từng đi ca chung với anh ta đó, với anh bàn thờ đó, thì anh ta cũng lên nói xấu, cũng lên nói rất là nhiều. Anh ta không muốn gần những người đó trong những cái buổi tiệc sinh nhật, không muốn gần gũi, tại vì muốn đến đó là thế này thế kia rất là nhiều. Anh ta không muốn gần, không muốn giao du với ai, anh ta chỉ là muốn giao du chính bản thân của anh ta thôi. Thì mình làm trong cái giới nghệ thuật mà mình không có giao du với người ta thì tất nhiên người ta cũng sẽ không giao du với mình. Thì tất cả những nghệ sĩ đó người ta cũng đã nghe được rằng là cái đoạn ghi âm đó là nói về ai và nói về nhân vật nào và nói như thế nào rồi. Tại vì trong thời điểm đó thì cái đoạn tung những cái đoạn ghi âm lên thì tất cả mọi người người ta cũng hiểu một điều rằng là cái người anh hai này không tốt, và từ đó cộng đồng mạng người ta đã muốn tẩy chay cái người anh hai này rồi. Nhưng mà tại vì lý do Hồng Loan cũng đã lên cùng với chị Ni cũng đã lên giúp cho anh ta một vố, là cái bằng là giải thích cho cộng đồng mạng biết nên tha thứ cho anh ta, thì phía bên cộng đồng mạng người ta đã tha thứ cho cái người anh hai này, cái người anh bàn thờ này rồi. Nó thì kể từ đó thì anh ta cũng đã đưa ra những cái diễn biến, đưa ra những cái vấn đề là kêu bằng là anh ta khôn hơn tí xíu, là anh ta đâm bị thóc thuộc bài gạo. Và cho tới hiện tại bây giờ cái vấn đề tiền PH nè, anh ta cũng phải trả lại cho Hồng Loan. Tại vì bây giờ cái vấn đề là cái tiền mà cái bàn thờ đó thì Hồng Loan cũng đã chuyển trả lại rồi, anh ta cũng đã nhờ người đến đòi và nhờ người đến lấy, thì Hồng Loan cũng đã chính thức trả lại cái tiền bàn thờ, và cái số tiền là 2 triệu mà đợt trước là anh ta chuyển cho Hồng Loan mượn để kêu bằng là để xây sở đó, thì Hồng Loan cũng đã trả lại rồi nha cô chị. Thì mình cũng rất là mừng, cái vấn đề Hồng Loan đã giải quyết trong cái câu chuyện đó, là kêu bằng là đã giải quyết xong với anh ta. Thì bây giờ thì cả nhà của cô chú chị cũng đã biết rồi đó,
giống như bây giờ là cạn xào rau máng rồi, không còn tình cảm tình nghĩa. Bây giờ những cái số tiền mà Hồng Loan cũng đã chuyển trả rồi cũng đã chuyển trả lại rồi, thì bây giờ còn cái gì mà tình mà nghĩa, còn cái gì mà ơn chứ không ơn nữa không chị. Ngay cả mà cái tiền bằng thờ mua để thờ cúng cho ba mình, lúc nào cũng nói là ba nuôi, ba thương con thương ba, lúc nào cũng lo lắng cho ba, mà cũng không đến đốt cho ba một nén hương nào. Từ dạo ấy tới bây giờ anh ta cũng kêu bằng là biệt tâm biệt dạng, tới bây giờ cũng không đến đốt cho ông Năm một nén hương. Thì mình phải hiểu rằng là cái tình cảm của anh ta dành cho Hồng Loan, dành cho cái người ba nuôi này là xứng đáng cho con chị. Kêu bằng là người trong nhà dữ chưa, thương dữ chưa, thương tới mức độ mà không đến đốt trong năm một nén hương. Rồi bây giờ những cái vấn đề Hồng Loan cũng đã chi trả lại cái tiền bàn thờ và cái tiền kêu bằng là cái tiền 2 triệu mà anh ta đã chuyển cho Hồng Loan mượn cái lúc mà Hồng Loan đang khó khăn đó, gặp khó khăn đó, lên mộ đó, thì Hồng Loan cũng đã chuyển trả lại rồi. Và những cái hiện tại bây giờ nè, Hồng Loan chuyển trả lại rồi thì anh cũng nên chuyển trả lại cái số tiền là cái bản quyền BH của ông Năm đó, anh ta đã quay đó, và ông ta đã kêu bằng là đã lấy cái số tiền đó bỏ túi rồi đó. Thì hiện tại bây giờ Hồng Loan đã trả lại rồi thì anh ta cũng phải trả lại những cái số tiền đó cho Hồng Loan. Giống như bây giờ là Hồng Loan là kêu bằng là cạn tình cạn nghĩa, không còn tình nghĩa, nghĩ sao mà cái số tiền đó là anh ta lên anh ta đòi, và Hồng Loan cũng đã trả lại. Tại vì mình sống cái gì mình cũng phải rõ ràng, và có cái vấn đề là Hồng Loan cũng tự ái chứ, cũng rất là ngại chứ, thì bây giờ trả lại là xong rồi, để cái bàn thờ đó là ông Năm yên nghỉ và ông Năm yên lòng, không muốn mắc nợ ai trơn. Bây giờ ông Năm mắc nợ là Hồng Loan đã trả hết rồi cả nhà. Cô chú anh chị, Hồng Loan đã trả hết những cái gì mà ông Năm nợ, thì Hồng Loan đã trả toàn bộ, không còn vướng nợ, không còn vướng cái gì nữa trơn á. Cho nên là mình không thể nào bàn cãi được nữa. Thì mình cũng biết rằng là cái người anh bàn thờ này hiện tại bây giờ thì nói chung là cạn xào ráo máng, không còn tình, không còn nghĩa nữa. Thì Hồng Loan cũng phải nên để lấy lại cái số tiền bản quyền BH mà anh ta cũng đã quay, và anh ta cũng đã có những cái lợi trong cái vấn đề là bản quyền của ông Năm đó. Thì phía bên BH cũng đã chung chi, cũng đã trả cho anh ta cái khoản tiền đó, thì Hồng Loan cũng nên lấy lợi. Tại vì bây giờ sống trong cuộc sống nên mình cũng hay biết ngại ngùng, khi mà người ta đã chuyển trả cái số tiền đó cho mình rồi thì mình cũng phải nên chuyển trả cái số tiền, cái bản quyền, cái bản quyền âm nhạc đó của ông Năm đó, thì anh ta đã quay đó trên kênh đó, thì hiện tại bây giờ mình phải trả lại đi chứ đừng có lấy, đừng có giữ làm chi. Cộng đồng mạng cũng phải nên đòi. Thì em cũng mong rằng cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước góp sức cùng em chia sẻ cái câu chuyện này ra, để lên đầu cái số tiền mà cái bản quyền BH hiện tại bây giờ Hồng Loan cũng đã toàn quyền để có quyền quyết định cái bản quyền BH của ông Năm, và đã giữ được cái bản quyền BH của ông Năm rồi, lấy lại được bản quyền của ông Năm rồi, thì mình cũng nên trả lại. Và một lần nữa em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất nhiều đã vào xem hết video của em, và cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký. Em hẹn gặp cô chú anh chị ở cái video tiếp theo của em nha. Chào tất cả nhà.